cho một tim nhắn hỡi người. Người ơi em rất nhớ người. Em được xin mong sẽ được gọi cho anh ngay và nói em rất nhớ anh. Vì được tình khiến thực sự đó chính là không chỉ là luôn nhớ đến người. Dù cho mưa hay nắng thì em cũng chỉ đều nhớ về anh. Từ khi em nói em nhớ anh thì cớ sao anh lại không muốn tin? Nên anh lại cứ luôn hỏi em có nhớ đến người. Những lời nói ngọt ngào em chẳng thoát ra, nhưng em sẽ nói nhớ anh. Chứ dù em cứ nói lại nói cũng chỉ mong anh vui thôi. Người yêu ơi em nhớ anh, nhớ anh nhiều, nhớ rất nhiều. Ôi em thực sự nhớ anh, và em cũng chẳng phải nói dối hỡi anh. Người yêu ơi em nhớ anh, nhớ anh nhiều, nhớ rất nhiều. Ôi em thực sự nhớ anh, phải làm sao để thôi nhớ anh nữa đây. Em nhớ anh. Hào sáng mi,